chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam hôm nay. Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là 17 giờ 30 phút, xin mời quý vị theo dõi Việt Nam hôm nay, nơi hội tụ dòng chảy tin tức. Cùng với đó là cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão số 9, cũng như là toàn cảnh về tình hình mưa lũ ở miền Trung.